quý vị khán giả, cũng như là anh nghĩ là cũng là một cái thử thách đối với cả hai đứa cho tuần này. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. Thân mến, Hà Anh và Hồ Trung Dũng. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Quả thật, hát tiếng Anh là thế mạnh của các bạn. Bây giờ hãy lắng nghe nhận xét của ban giám khảo. Tôi thấy chị Siêu gật gù rất là nhiều ạ. Xin mời ca sĩ Siêu lấy. Khi tôi biết là các em thi vòng những bài hát quốc tế như thế này, thì đối với Hồ Trung Dũng tôi không hề có một sự ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên rằng là bạn đã dẫn dắt bạn diễn của mình cùng với bạn đi một lúc một con đại khách, là từ những cái nốt thăng trầm của cái bài hát này. Tôi thích các bạn làm được này, và tôi mong rằng là các bạn nên cố tạo làm sao mình thành một cặp đôi hoàn hảo là ở nằm ở cái điểm này. Chúc mừng các bạn. Vâng, và anh Lê Sơn ạ. Tôi thì không biết tiếng Anh, từ bé biết có một chút tiếng Nga, một chút tiếng Pháp. Nên là cảm ơn các bạn thì đã cho tôi nghe một bài hát mà tôi không biết gì cả. Nhưng mà anh cảm nhận thế nào? Nhưng mà thế mới thấy là âm nhạc nó đã nói lên tất cả rồi. Và tôi thì không nói về Hồ Trung Dũng, bởi vì Dũng là ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các sân khấu ca nhạc đang chờ đón cô gái mà có đôi chân biết hát, Hà Anh của chúng ta. Xin cảm ơn hai bạn. Và xin mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Ngay vào đầu chương trình thì tôi đã được dặn là nói gọn, nói ngắn. Tuy nhiên, với tiết mục đầu tiên này thì tôi xin phép là tôi sẽ phải nói nhiều một chút.